Rồi, chào anh em nhé. Tiếp tục cái chủ đề về review chiếc xe Hyundai Grand i10. Đây, thì hôm nay thì mình lại tiếp tục đang đánh xe vào trong. Đây là khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Đây, vào đây để có cái không gian, có diện tích rộng hơn để có thể review chiếc xe này. Chiếc xe biển Vĩnh Phúc, vừa mượn được của ông anh. Anh này tên là anh Phương Nam, cũng là một hướng dẫn viên và cũng đang thất nghiệp như mình. Cũng làm cái việc hướng dẫn viên và review cái xe cho vui. Anh chị mình nhìn từ trên xuống dưới nhá. Bây giờ em sẽ đi em xem khám phá cái lúc nãy thì đã ngồi trên xe rồi, đã trải nghiệm xem là anh em lái xe xem là thế nào rồi. Thì bây giờ thì sẽ mở cốp nó ra, mở xem cái bộ máy của nó bên trong, em mở cái nắp capo đằng trước. Đấy, xem là cái động cơ 1.0 1.0 là như nào quý vị nhá. 1.0 thì nếu mà so sánh thì nó nhỏ hơn động cơ của Toyota Wigo, hay là nó nhỏ hơn động cơ của 1.2, của bản 1.2 nhỏ hơn động cơ 1.25 của Kia Morning. Rồi, chỗ mở ở đây thì mình sẽ mở từ đầu anh em nhé. Đây là cái nút mở này, cái núm để mở cốp này, giật lên. Ok, đã giật lên, đóng cửa vào. Sau đó thì ra đằng trước, mở nó lên. Rồi, đã mở ra rồi, anh em thấy chưa? Đây là cái trống này. Chúng ta phải giữ cái thanh trống này và đây là video là một mình làm. Đây, tự mình làm, chính vì thế mà không có ai trợ giúp gì cả. Nên một tay là phải tự kéo nó ra, tự mở. Này, đẩy xuống đây, vị trí này. Đấy, bây giờ sẽ xem cái động cơ bên trong. Động cơ bên trong là K, viết tắt của cái ký hiệu của động cơ là động cơ Kappa 1.0 anh em nhé. 1.0 là động cơ này, động cơ 3 máy chứ chưa động cơ 4 máy rồi nhé. Các cái xe có thể là 1.2 thì là, hay là 1.1 giống như đời trước của con này, cũng là một cái dòng xe bán rất chạy, nó con Hyundai Getz. 1.1 thì họ cũng dùng 4 máy, nhưng con này thì mới chỉ 3 máy thôi. 3 máy rồi, ông anh cũng chạy thẳng vào trong Đắk Lắk vào cái động cơ này. Đấy, nhìn động cơ thì cũng nhỏ nhắn thôi, nhưng mà phù hợp với chiếc xe. Vì chiếc xe này nó không quá to. Nhưng mà nếu mà quý vị nhà mình nhìn thấy chiếc xe em đang chạy là chiếc xe Xpander, thì mình mở máy ra thì mình thấy là cái không gian nó còn quá nhiều, bởi vì cái xe đấy nó to, mà trong khi là cái động cơ của nó thì nó bé, động cơ chỉ có 1.5 thôi. Đây, ắc quy này. Đây, ắc quy có vẻ đang có dung dịch gì đây. Xe mình chạy đời 2016 cho nên là anh ấy chạy cũng nhiều, và nó nhìn cũng không được sạch lắm, nhưng mà nói chung là ổn. Đấy, gọn gàng, thiết kế bên trong rất là gọn gàng, sạch sẽ. Các đóng vào em ấy. Động cơ gọn gàng nhỉ. Hợp lý. 1.0 với cái mức tiêu thụ chỉ khoảng tầm 5 lít. Đấy, phù hợp với anh chị em nào mà là dân kinh doanh vận tải, kinh doanh xe cộ gì đó, hay là kể cả xe gia đình nhỏ. Đấy, thì lái con này rất là phù hợp. Bánh cái cũng rất là phù hợp, đường kính 14 inch rất là phù hợp với chiếc xe. Đấy, mỹ quan, về đánh giá cái thẩm mỹ mỹ quan của chiếc xe thì em thấy rất là ổn. Bây giờ thì em sẽ lái thử chiếc xe này anh em nhé. Bác ứng cho em lái thử chiếc xe. Ok, chạy đây thoải mái. Để dùng nhé. Giờ em sẽ vào trong xe, sẽ lái thử chiếc xe này. Rồi anh em nhé. Rồi ok. Mình sẽ phải chỉnh cái tư thế lái cho nó phù hợp, thoải mái một chút. Đúng không ạ? Ok, và cái đầu tiên để an toàn thì chúng ta phải đeo dây bảo hiểm. Bất cứ khi nào lên xe là phải cắm ở đây đúng không anh? Đúng rồi. Thôi để cái đấy. Ủa? Không được. Cắm ở đây để. Rồi, ok. Cắm ở đây. Rồi, ok rồi. Đúng lỗ là được. Đúng lỗ là được. Rồi, em sẽ thử chiếc xe này nhá. Đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra xem là số đã ở vị trí đúng vị trí chưa? Đập côn. Ủa sao các cái này phải đập côn đúng không? Không phải đập côn. Cốp cũng cần phải đóng không?
Ok, không sao đâu. Ừ, phải đạp côn, chúng ta phải đạp côn đập thì... chết côn rồi. Rồi, ok. Rồi, và hạ phanh tay. Đấy, và vào số. Di chuyển nhá, chạy nhá. Chạy đấy. Rồi, nhả côn từ từ. Nhả côn thật là từ từ. Rồi, xe bắt đầu đi rồi nhá. Rồi, tuyệt vời. Di chuyển này. Ô, khỏe ghê anh em ạ. Đấy, khỏe ghê rồi đó. Số 2 này. Đấy, số 2 vòng tour khoảng tầm 3.000. Cũng thật ra vòng tour là cũng hơi cao. Đúng, bởi vì động cơ 1.0. À, đương nhiên với cái sức nặng chiếc xe này nó khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 900 cân đúng không anh? Rồi. Khoảng tầm 900 cân thì với cái động cơ như thế là động cơ nó hơi bé đúng không ạ? Chính vì thế nó phải làm việc nhiều hơn thôi. À, như chiếc xe của em thì chạy đến 30 cây thì vòng tua nó chỉ đâu khoảng tầm 2.000. À, đây nó có rất là nhiều cái finger giảm tốc anh em nhé. Đây, và số 3 nó hơi non một chút, nó hơi giật. Rồi, một chiếc xe rất là phù hợp, lái rất là nhẹ nhàng anh em nhé. Đấy, ở trên xe thì trang bị rất là nhiều nút bấm này, mốt này, thay đổi các tính năng này. Đại mình thích cái màn hình theo xe này. Thực ra với những chiếc xe của Toyota thì mình thấy thậm chí là xe của họ đến tiền tỷ đúng không? Những chiếc xe Fortuner mà những cái năm trước mà Fortuner đến tiền tỷ mà họ cũng không trang bị cho mình được cái màn hình đúng không? Ở đây thì chỉ cái xe có hơn 300 triệu thôi, nó cũng có màn hình rất đàng hoàng. Đây, điều khiển trên xe, nút bấm trên xe, điều khiển tăng giảm âm thanh âm lượng trên vô lăng. Đấy, rất là tiện. Phải nói là người Hàn Quốc trang bị rất là nhiều đầy đủ tính năng. À, chờ chút thì khi mà ra ngoài đường kia đường to thì em sẽ thử chạy đến vận tốc 80-90 đấy, xem nhà mình xem là có ồn không anh em nhé. Đường này thì người ta để cho xe cộ chạy vận tốc thấp, thế mà người ta làm rất nhiều những cái gờ giảm tốc. Hệ thống âm thanh mình thử nghe nhạc một chút nhé, thử mở âm thanh to một chút. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về cái hệ thống. Anh em để ý nhé, em bắt đầu di chuyển với vận tốc hiện tại bây giờ đi cũng phải là hết ga hết số thôi, chưa hết ga là chạy 70 cây, vòng tua đang ở 2.500. Theo cái tính toán của nhà sản xuất thì chúng ta di chuyển ở vận tốc 60
đến 70 cây số một giờ đấy, vận tốc tối ưu để tiết kiệm ít nhiên liệu nhất, đúng không ạ? Đấy, chúng ta chỉ nên di chuyển đến vận tốc đó thôi thì sẽ tối ưu bền máy, bền xe và tiết kiệm nhiên liệu. Nói chung là chạy ở tốc độ này thì em đánh giá về độ ồn, khung gầm, độ vòng bằng xe em thấy là cũng chấp nhận được, cũng rất là ok, chứ nó không phải là ồn. Đấy, cũng không nghe được nhiều tiếng vọng lắm. Và đôi khi thật ra nghe so với Toyota Wigo thì nó giống như là 19-10. Nó lên trên kia thì mình có thể vắng người chút thì em sẽ thử cái cảm giác mình lái thử chiếc xe này vận tốc khoảng tầm 100 cây một giờ xem nó thế nào anh em nhé. Thì thông thường là em di chuyển bằng chiếc xe Xpander thì em chạy với vận tốc khoảng tầm 110-120 cây thì cảm giác là nó hơi chòng chành một chút. Đấy, bởi vì cái xác xe nó hơi nhẹ so với cái xe 7 chỗ. Đấy, nhưng mà chiếc này thì mình sẽ thử xem chạy 100 thì xem thế nào quý vị nhé. Đấy, đường rất là đẹp, đường xá bây giờ thì đâu đâu đường xá nó cơ bản rất là đẹp rồi. Mua chiếc này để mà ra đi gia đình hay đi dịch vụ thì cũng đều là hợp lý. Cái gương này bác mua bao tiền đấy? 1,5 triệu. Cái đấy nó bao gồm cả cam lùi đấy, nhưng mà cam lùi cả cam hành trình à? Đúng rồi. Ồ, nhưng mà tháo bỏ ra rồi, tháo bỏ cam hệ lùi rồi, chỉ có để cam hành trình. 1,5 triệu là đắt, bây giờ chỉ khoảng tầm 900 thôi. Đúng rồi, không giá cả thì mỗi nó có thời điểm, đúng không? Hợp lý nhỉ. Mà ngồi trong xe này cũng không nghe thấy nhiều tiếng máy nhỉ. Không biết là mình nổ á. Mình nổ thì mình ở bên ngoài mà có khi là ngồi đứng không nghe được tiếng máy nhỉ? Đúng rồi. Thật vậy. Chúng là phù hợp với giá tiền. Em thấy đánh giá về cái thẩm mỹ và về cái chất lượng xe em thấy là rất tốt. Cái này thì việc gì mà bây giờ chúng ta mua xe thì rất là dễ, ngân hàng hỗ trợ rất là sâu. Có khi là chúng ta chỉ cần 50-70 triệu thôi nên là mình có thể mua một cái xe rồi. Đấy. Mua cái xe rồi ngân hàng cho vay khoảng tầm 80-90%, mua rồi trả nợ dần. Đôi khi mình thấy là cuộc sống mình phải có động lực. Đấy, mình có nợ thì mình phải cố gắng làm việc rồi chúng ta sẽ trả được nợ. Và quan trọng là khi mà chúng ta trả xong nợ rồi thì cái xe nó sẽ là của chúng ta. Đúng không? Xe là của mình rồi thì đấy, chạy vận tốc 80 cây số một giờ. Rẽ phải nhỉ, đúng không? Rẽ phải xuống cầu. Rẽ phải để xuống cầu. Rẽ cầu chạy thoáng em chạy được. Mình thì đang sinh sống ở Đông Anh. Chính vì thế ở bên này thì mình rất thích bởi vì cái đường xá nó rộng rãi. Đi lại nó thoáng. Đi đâu đi 10 cây, 20 cây đi nó không xi nhê gì cả. Nó giống như đi trong phố này, cứ tắc đường và cứ nhích từng mét một. Đấy. Ngoài này thì cảm thấy thích hơn rất nhiều. Chưa bao giờ có cảm giác tắc đường ở Đông Anh anh em nhé. Anh em nào mà ở Đông Anh thì có thể nào giao lưu với mình để nhắn tin, gọi điện, chat chít Zalo, Facebook, đúng không ạ? Đấy. Nếu mà ai có chung sở thích, có đam mê về xe thì có thể liên hệ với mình nhé. Đấy, tòa nhà đằng trước, xa xa đằng trước đó là cái khu mình sinh sống. Đây là đường về thành phố này. Đường qua cầu Nhật Tân là sẽ về đến Hà Nội rồi. Đấy, nhà mình ở đúng chân cầu Nhật Tân luôn. Chạy thử trăm à? Hả? Chạy thử trăm thì phải chạy lên đầu cầu, trên cầu. Thử thôi, không cần thiết. Lúc nãy mình chạy cũng đã chạy 90 cây một giờ rồi. Đấy. Nói chung là chiếc xe này em đánh giá là phù hợp nhỉ. Đấy. Cái chất lượng, bởi vì bây giờ mình ra ngoài mình chỉ cần nhìn ở cái chất lượng xe, mình chỉ cần nhìn ở doanh số thôi, mình nhìn thấy rất là nhiều những chiếc xe, ví dụ như chiếc xe i10 chạy ngoài đường nó quá nhiều luôn. Hay là các hãng taxi họ chạy rất nhiều i10, nhiều nhất vẫn là i10. Chính vì thế mà khẳng định luôn là chất lượng, đúng không ạ? Phải tốt như thế nào thì người ta mới dùng nhiều như thế, đúng không ạ? Đấy, chẳng nhẽ là hàng chục nghìn con người sử dụng chiếc xe này, chẳng nhẽ là họ sai hết, đúng không ạ? Đó cho nên cũng là lý do
Nên là đây cũng là một cái phương án để các bác cân nhắc. Đấy, giữa ba chiếc xe, một là Hyundai i10, hai là Kia Morning, ba là Toyota Wigo, đúng không? Ba cái ứng cử viên mà phải nói là tiêu biểu đấy, trong cái phân khúc này. Đấy, anh em mình có thể là cân nhắc nhé. Rồi, đứng đâu đó nhỉ? Bây giờ đang đi đâu, anh em ngồi uống nước hay thế nào? Làm chén nước nè. Đây là ngồi đây. Tôi lưu cũ tao ngồi đây. Đỗ sát bên này được. Tôi lên bên này quá. Rồi ok. Dừng đây. Rồi tuyệt vời. Kéo phanh tay. Rồi trân trọng cảm ơn anh em nhé. Còn anh em đã dành thời gian xem đấy, những cái review những chiếc xe của mình về chiếc xe Toyota xe Hyundai i10. Trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt. Vui lòng đăng ký kênh cho mình nhé.